Nước mắm là sản phẩm truyền thống đặc trưng của Việt Nam, được chế biến từ cá và muối trải qua quá trình phân giải phức tạp do tác động của hệ enzyme trong cá và vi sinh vật trong cá hoặc từ ngoài vào. Hiện tại có hai công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống phổ biến là phương pháp đánh khuẩy và phương pháp gài nén tồn tại của hai phương pháp này là thất thoát đạm cao từ 25 đến 35%, thiết bị chưa được cơ giới hóa chủ yếu dùng sức người, màu sắc sậm và mùi nước mắm còn khá nặng mùi. Cái khó khăn thứ nhất là với cái cái tư duy truyền thống từ ngày xưa đó là cái cái việc mà sử dụng uh, cá và cái kết hợp giữa cá và muối với cái tỷ lệ muối là ngay từ cao từ ban đầu do đó mà nó sẽ dẫn đến đấy là nó nó sẽ dẫn đến cái thời gian và chế biến sẽ kéo dài này hàm lượng đạm trong với cái công nghệ truyền thống đấy thì cái hàm lượng đạm thối trong cái hàm lượng amoniac trong nước mắm sẽ cao và nó dẫn đến là cái mùi nước mắm là cũng sẽ tức là cái mùi nước mắm cũng sẽ nặng mùi so với lại so với các cái sản phẩm nước mắm mà công nghiệp trên thị trường hiện nay. Và như thế thì nó lại trở thành đấy nó là cái nét truyền thống. Tuy nhiên thì nó lại trở thành một cái bất lợi khi mà đối với lại khi mà để mà cạnh tranh với các cái sản phẩm nước mắm trên thị trường thì một trong những cái khó khăn của các cái hộ đấy là một trong khó khăn về phần phần tiếp cận với công nghệ. Để khắc phục tình trạng này, viện nghiên cứu hải sản đã đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ sử dụng chế phẩm vi sinh vật hương chế phẩm enzyme nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tổn thất đạm, giảm hình thành các đạm thối. Bằng công nghệ này, chế phẩm enzyme sẽ xúc tác làm mềm thịt cá để nhanh quá trình phân giải protein cá thành axit amin. Theo Viện nghiên cứu hải sản, ưu điểm của công nghệ vi sinh so với phương pháp truyền thống là vượt trội, giúp tạo mùi hương đặc trưng cho nước mắm trong thời gian ngắn, từ 6 đến 8 tháng so với quy trình truyền thống thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là được uh, mang những cái công nghệ đấy để đến với lại bà con để hỗ trợ được cho bà con được nhiều hơn để cải thiện được cái, uh, cái 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 chất lượng của sản phẩm cũng như là rút ngắn cái thời gian sản xuất và nâng cao cái hiệu quả của cái nghề nước mắm và ngoài trên địa bàn hải phòng thì chúng tôi còn hỗ trợ cho các cái hộ các cái cơ sở sản xuất nước mắm ở nghệ an uh, là nghề nước mắm của hải giang của cửa lò nghệ an đó. Nước mắm là một thị trường đầy tiềm năng với gần 100% hộ gia đình người Việt sử dụng trực tiếp hoặc pha chế khi nấu ăn. Tại Việt Nam hiện nay đã có hơn 4.200 cơ sở sản xuất nước mắm, có hơn 1.000 cơ sở sản xuất nước mắm nguyên chất, hơn 60 cơ sở đóng chai và hơn 3.100 hộ tham gia sản xuất nước mắm với sản lượng trung bình đạt gần 380 triệu lít.